Quý vị thân mến, số phận và tương lai của con người qua mỗi năm luôn là một ẩn số thách thức các chuyên gia tử vi tâm linh. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 7 âm lịch sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị một bức tranh tổng quát về vận hạn của mình trong tháng 7 âm lịch. Để từ đó thì quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất giúp con giáp này có đường tài lộc, công danh, sự nghiệp được phất lên như diều gặp gió. Phần luận giải tử vi tuổi Ất Hợi trong tháng 7 âm lịch được thực hiện bởi thầy Gia Cát. Vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác và chi tiết. Trong phần luận giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị và các bạn những bước đi đúng đắn nhất trong tháng 7 âm lịch và đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi chính xác và đầy đủ nhất giúp quý vị có thể thâu thu tài lộc, may mắn trong cuộc sống của mình. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết lá số tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 7 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy tình yêu với người đàn ông đã có nơi có chốn. Đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, thông minh, bản chất của một người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Người tuổi Hợi sinh năm 1995 đang thất nghiệp thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Những người vẫn còn đang học lên cao, nếu không ngừng cố gắng tập trung phấn đấu, bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay trong thời gian này. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu với không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp mậu dương thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này nhận thấy, đây có thể coi là một tháng khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người tuổi Ất Hợi khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm. Công việc trong tháng 7 năm 2022 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm, kiên trì mới có thể vượt qua sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận xấu, kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính. Tháng này, thời điểm báo cáo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền, đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài, gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo dõi tử vi tháng 7 năm 2022 âm lịch, tuổi Ất Hợi về mặt tài lộc
công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung vận trình tài lộc của những người tuổi Ất Hợi thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền thất thoát, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Ất Hợi trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, ể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo sức khỏe cho bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng giảm sút dần, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt, cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc, rất hại sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Các quý vị gia chủ Ất Hợi luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Ất Hợi không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên, làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm, thì e rằng đổ vỡ chính là điều khó tránh. Nhân duyên của người độc thân không phải không có, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp vào thế giới của riêng mình, càng khiến cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới ít đi. Lúc này tốt hơn hết, bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên, đừng cố gượng ép. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra việc lựa chọn ngày tốt
Cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể trở thành người đầu tiên cập nhật những nội dung mới nhất trên kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!